nghén, ống nghén là người ta gọi hay gọi là thai hành. Thế thì nghén của mẹ bầu thì thông thường là sẽ là hết, sau 3 tháng sẽ hết nghén. Để tránh mệt cho mẹ thì mẹ nôn nhiều, mẹ không ăn được thì mẹ sẽ ăn theo nhu cầu của mẹ, theo cái sở thích của mẹ. Ví dụ như là mẹ không thích ăn cơm thì chúng ta sẽ bổ sung thành phở hoặc thành bún hoặc thành bánh mì. Đấy, thế và chúng ta có thể là chúng ta có thể nấu một nồi cháo gồm có thịt này, có rau này, có đậu đỗ này. Đấy, sau đó chúng ta có thể là múc ra những cái bát nhỏ, chúng ta để vào tủ lạnh và thỉnh thoảng chúng ta lại ăn một bát nhỏ thôi. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ đạt bổ sung đủ dưỡng chất cho mẹ. Nếu chúng ta cũng không cố ăn, ví dụ như là khi mà bị nghén và chán một cái thức ăn gì đó thì chúng ta cũng không cố ăn mà chúng ta ăn theo sở thích để mẹ đỡ mệt hơn và cung cấp đủ dưỡng chất cho em. Còn nếu như mà nghén quá nhiều, nôn quá nhiều kèm theo không ăn uống được thì chúng ta phải đến bệnh viện để bác sĩ có thể là truyền dịch cho mẹ để mẹ đỡ mệt, kèm theo là sử dụng một số những cái loại thuốc chống nôn nữa thì mẹ sẽ đỡ mệt. Trong một vài ngày ở bệnh viện thì mẹ sẽ đỡ mệt, thì mẹ sẽ được ra viện, và dần dần thì ngoài 3 tháng thì các mẹ sẽ hết nghén và bắt đầu ăn uống được.